đâu cái tình yêu. À hôm nay mình làm gì ta, hôm nay mình rảnh quá cho nên là mình quyết định là làm một cái thử thách 24 giờ ở ngoài ban công. Yeah boy. Bây giờ hả, chúng ta sẽ xem là để có thể vượt qua 24 giờ chúng ta làm gì. Đây, cho mọi người coi cái tài sản của tôi. Đây là một cái túi, xem theo đi, có thể vượt qua 24 giờ. Đó. Thấy chưa? Trong này còn có đầy đủ là đồ để nấu ăn cho một người này, còn có cơm khô, có nấm khô, nấm khô tu, thịt nửa thịt khô, có đậu hũ ăn liền đó mọi người. Thấy không, thấy đậu hũ ăn liền chưa? Rồi còn có bánh trái đầy đủ tất cả các món. Ngoài ra thì phải có tiêu, có muối, có cục sạc dự phòng nữa nha. Ủa chị? Gì? Một ngày hả? 24 giờ hả? Ờ. Rồi gạo đâu? Đủ ăn hai bữa mọi người. Hai bữa? Ờ đúng rồi. Đó là buổi sáng là mình đã ăn sáng một món, mình một món khác ở đây cho mọi người coi. Đây coi 24 giờ của tôi nha. Đây, ăn sáng rất là sang chuẩn nha. Ăn sáng chúng ta sẽ ăn bánh mochi. Mochi nè là mochi đậu phộng. Sau đó chúng ta sẽ uống trà hoa đậu biếc, thấy chưa? Ăn trưa là chúng ta sẽ gồm có cá trứng nướng muối nè, cơm nấm bào ngư thịt xông khói nè, canh nấm đông cô đông nho, và đây sẽ uống trà hoa quả nữa. Đây cho mọi người coi. Cái bình, ai dạ, cái bình đựng đầy đá và rất là nhiều thứ trong đây. Đây, chính là trà hoa đậu biếc. Đây chúng ta sẽ ăn sáng như này. À, còn 12 tiếng còn lại là chúng ta ngủ, cho nên là không tính vậy nha. Rồi vậy mình ăn sáng đi. Mình ăn sáng nhịn rồi. Đây, đầu tiên nha mọi người. Sáng xong làm gì vậy? Mày cầm mồm đi. Mà đâu có ai ăn sáng cho người đi ngủ. Em đi ăn sáng đi cho tôi đi ngủ hết. À em cũng chưa ăn sáng rồi, em đi ăn sáng. Chạy. Chị ơi. Chạy chạy chạy. Ơi, chiều tối luôn rồi kìa. Cái gì chiều tối? Đó thấy chưa, chiều tối luôn rồi đó. Ủa, chị dậy, trời ơi, cái gì vậy? Chị còn nói nữa, hồi nãy em kêu chị dậy, chị không có chịu dậy mà chị còn đá em ra ngoài nữa. Không lấy hả? Ăn chịu, ăn chịu, ăn trưa đây mọi người. Cho nghỉ mẹ một đi. Cá trứng nướng muối, cơm nắng bào ngư, cá trứng, cá trứng nướng muối nè. Đây trứng là tôi cũng bị rồi ha. Đó, thấy chưa, gọn gàng sạch sẽ. Chị của tôi đây là loại ăn một người đó. Ủa trời ơi, nãy giờ chị nói bào ngư, em tưởng con bào ngư. Sao đi cắp trại đem theo con bào ngư nữa ở đâu. Đây, đây là nấm bào ngư khô nè mọi người. Đó, ngư xông khói. Xông khói. Đây con gì vậy? Đâu, không có thấy con gì đâu. Ủa chị mới làm gì vậy? Chị lấy xông khói từ trong cái thùng ra.
Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Rồi, bây giờ chúng ta ăn thôi, trước hết là chúng ta phải cắm kìa. Ông hút cho cái bệnh đó. Lọc ở trong luôn rồi. Trời sao? Cầm nguyên túi tu. Lát tu. Lọc trong rồi. Thì mình ăn xuống trong nồi thiệt nha mọi người. Ngon quá. Cái vợ nấu lên cho mình thấy đẹp lắm. Không ăn nữa. Có cá nướng nè mọi người. Cá trứng giòn rụm luôn. Ngon lắm. Cái vợ xương rồi. Khá xương rồi. Xương cá không ăn được nha. Ê, con này có trứng cá nè, thấy không? Đó. Ủa chị? Cái chị? Chị nướng cá trứng thì phải có trứng cá. Thì nói thôi, cái gì đâu. Ok. Chết mẹ mất tích tắc rồi. Đây, hành bác. Nói với mọi người ăn gì phải dắt tắt vô á. Thôi cứ tắt vô trong cái canh. Cho nó hơi chua chua. Đừng quan tâm với cái chuyện tiết mà mắc cười ghê. Nè đó, người ta dán xong rồi đó. Ủa chị? Sao? Rồi tự dán tờ nó lên liên quan gì tới kiếm tiền. Là mình đã trồng cái tắt rồi, mình cũng kêu con chim tới mình bán tắt cho nó. Nó may sẵn túi ba gan rồi nè, thấy chưa? Để lấy con chim tới cái mình kêu nó ăn. Bắt nó trả tiền. Cái đó là túi bài gan hả chị? Cái túi đó mà bỏ em vô cũng vừa luôn á. Người ta ăn cái trả vàng, cái ai ăn tắt trả vàng. Cái mùa này có gì ăn ấy đi, đòi hỏi quá à, mệt quá. Đừng ai hỏi tại sao đi chứ, đó là chị tay của tôi. Canh nóng cũng rất là ngon. Mãi thật cũng chỉ bỏ có muối thôi à, chứ không có bỏ gì thêm á mọi người. Tại vì cũng không đem gì thêm. À có đem tiêu. Tiêu rồi. Đây. Có đem tiêu thôi chứ không có đem đường hay bột ngọt gì hết trơn. Nhưng mà cái thịt khô nó ra trong đó. Tiêu rồi đã. Cái thịt khô á, nó ra chỗ nước nó ngọt. Dễ sợ ngọt luôn, mà nấm không khô cũng ngọt nữa. Cái này chất lượng quá. Ngon quá. Nó hơi xui. Cắm trại mà hơi mưa. Cũng may là mưa không lớn lắm cho nó không tạt vô chứ không thôi là tụi mệt lắm. Cắm trại. Em thấy chị ra chị ăn gì ngủ miết chứ cắm trại cái gì. Cắm trại không có quyền ăn với ngủ chứ. Hai cắm luôn. Ăn nhiều thắng nước quá. Mà cái ống không có thục ở trong rồi. Mình đem cái thợ thử. Ai dụ rồi. Ngủ sao tao không đem lên. Ai hay chị đổ vô cái nồi chị hấp cũng được. Cái nồi lên đựng cho anh chỗ đầu hấp. Cái còn cái tiếng à. Chị ngu được. Chị là tiếng là đồ ăn của buổi trưa. Còn vừa ăn buổi tối mình đã ăn khuya đó. Nãy mình ngủ nhiều rồi cho nên tối nay mình thức khuya tiếp. Nice. Thôi em đi vô nhà. Gì vô nhà hay sao hả? Nhìn chị ăn em đói bụng quá em đi ăn chứ. Chị ăn phải để em ăn chứ. Thôi đi đi. Ủa chị làm gì vậy? Đang coi người ta quẩy. Người ta cũng đang quẩy bằng đèn á. Không lẽ giờ tôi bỏ quay vlog. Tôi quẩy với mọi người luôn á mọi người.
dưới kia cũng có một nhà đang mở đèn xanh đỏ kìa, thấy chưa? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Kìa kìa kìa, đó đó đó. Ê nha. Ủa chị? Hả? Chị làm gì vậy? Nấu đồ ăn khuya. Nấu đồ ăn khuya? Nãy chị mới ăn xong mà. Nãy giờ 7 cái tiếng ngồi mệt chứ bộ. Đói rồi nấu. Lát nữa đợi đến 9 cái tiếng nữa là vừa. Coi kìa có nọng luôn kìa, kìa 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 nọng kìa. Có. Giờ chúng ta sẽ nấu món à. Ăn tối chuyển thành ăn khuya nha mọi người. Đây là gà nướng. Cái này là mình ướp dầu mè để nướng nha mọi người. Còn giờ mình sẽ nấu cơm trắng. Để lát mình ăn bởi mình ăn với đậu hũ thúi. Cơm đậu hũ thúi ngon mắt. Cơm này à, lạc cho nên là phải ăn chung với lại món mặn. Đây là món mặn. Giòn nha. Con gà nướng đậu. Tính ra nãy giờ em chưa được ăn gì luôn á. Có mình chị ăn thôi. Bởi vậy em đâu có thấy ngon. Bởi vì em sẽ chị đúng không? Nhìn tiếp bài. Nó lại không còn một chút liêm sỉ nào. Canh đông biển tôm khô. Cho nhiều tôm khô cho nó ngọt lắm mọi người. Cay quá là đậu cũng cay quá. Canh cho bớt cay. Ăn xong rồi thì chúng ta sẽ ăn tráng miệng mọi người. Ăn tráng miệng bằng gì? Chúng ta sẽ ăn tráng miệng bằng bánh trung thu. Đó, đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Đó, đây là trung thu. Bánh trung thu khoai môn và bánh trung thu trà xanh. Uống chung với trà hoa cúc. Nói chung là mấy cái bánh trung thu này á, là làm cho mình thích cảm tình tình. Để coi mình hát một bài. No, God, please, no, no. Tết trung thu giữa mùa Covid. What? Em ở nhà ăn bánh thôi à. Hẹn năm sau đến mùa trung thu em sẽ ra em đi chơi bù tổng dinh dinh chắc là tổng dinh dinh no. Rồi mình ăn bánh đó đi 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 bị thiếu rồi, thiếu à, thiếu cái à, con dao. Tiếp tục tổng dinh dinh chắc là tổng dinh dinh tổng dinh dinh chắc là bánh là trung thu à, chắc là bánh trung thu. Mày cầm mồm đi. Giờ tôi sẽ cắt một cái bánh trung thu cho mọi người coi. Mình sẽ cắt theo hình cánh hoa cho nó đẹp. Bên ngoài màu xanh, bên trong là như khoai môn. Vậy mà nãy mình tưởng này là trà xanh không à? Ủa gì này là trà xanh mà ta? Cái này nãy vậy? Thì cái bánh đó là trà xanh, nhân trà xanh. Trời đất ơi, cái vỏ ở ngoài tưởng là khoai môn, nhưng bên trong là nhân trà xanh. Cái vỏ đó là cái vỏ gạo lớt. Ủa vậy hả? Còn cái vỏ màu xanh thì nó lại là nhân khoai môn. Thôi kệ đi, ăn có ăn cũng được. Mình thích ăn nhân trà xanh trước. Thơm quá. Nói chung là hôm nay cũng cắm trại rất là ý nghĩa hả mọi người. Ăn và ngủ. Ha, chả hỏa cúc cũng thơm nữa. Rất là ngọt. Tôi quay vô nọng quá, tôi lại mắc cười quá, không có nọng đâu mà quay. Bởi vậy chưa có ký thì mình vào mình coi nọng là mình đếm. Nè, cho bạn cái này trợ lý. Wondering if thousands of miles away the sky is just as blue. Papa. It says if I'm stuck. Em thấy nhớ, người ta làm idol á. Cái người ta có đặt tên cho fandom mình chưa? Như mình chưa có tên cho fandom á. Ủa chứ mấy thiên an cung hả? Ủa, cái đó là cái cung thôi à.
Em nói nghĩ ra cái tên này hay lắm nè. Tên gì? Nghiệp hả? Thôi ai lại vậy? Chứ anh em mấy chị đặt phải phải lôm cái chị tên bồ là đẹp. Mai mốt ví dụ như ai hỏi cho em sẽ kêu là mấy fan của mình sẽ kêu là em là bồ của An đó. Cái mai mốt mà lỡ mà chỉ có ơi qua đó cái chị còn nói là anh đi thăm bồ, tức là mình đi vô chắc. Mày là mồ xin đê iru. Vì trợ lý đã bị đồ sát nên không có ai quay clip, mà An Vlog xin được kết thúc tại đây. Hẹn mọi người khi nào trợ lý bị hành dưỡng cương xong sẽ làm tiếp nha. Sắp tới mọi người thích ăn làm gì nữa nè, nói cho em biết đi.